quay nè, lên hay xuống? Đấy anh cứ thao tác lên xuống. Bấm luôn em, bấm luôn đừng nhả ra. Rồi thả xuống rồi, thả xuống rồi. Quay lại cái nữa nè. Quay lại đi rồi nha. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.